Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Territory nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9 của năm 2023 rồi, với cái chính sách tăng cường ưu đãi, giảm thêm tiền mặt cũng như là tặng thêm phụ kiện cực kỳ đặc biệt ở cái thời điểm giữa tháng 9 này, thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về giá bán cho anh em cũng như là tính tổng lăn bánh cho anh em, để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Ford Territory này thì có thể nắm được. Dòng xe Ford Territory này là dòng xe gầm cao 5 chỗ, được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Titanium X, phiên bản Titanium và phiên bản Gen. Và với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường, thì dòng xe Ford Territory này đang cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5 này, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Tucson hay là một số các dòng xe khác. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Territory, phiên bản Gen. Bản này đang có mức giá là 822 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 80 triệu, tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm 30 triệu gói phụ kiện nữa. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 801 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 793 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 775 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Với cái phiên bản trên này thì bên em đang sẵn xe một số màu có thể giao ngay cho anh em được. Còn cơ bản là anh em cứ lấy cái màu nào báo em thì để em kiểm tra cái kho xe nó sẽ chi tiết và cụ thể nhất. Cũng như là sẽ gửi tới anh em cái bảng tính nhân bánh cạnh tranh nhất để anh em dễ hình dung anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Territory Titanium. Bản này đang có mức giá là 909 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 105 triệu anh em nhé, lên đến 105 triệu, tặng anh em gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 872 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 867 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 849 triệu. Trả góp thì đang là 169 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì thực sự là ở thời điểm này nó đang rất là tốt rồi. Nên là anh em nào mà đang quan tâm muốn lấy ngay cái phiên bản Titanium này mà cảm thấy phù hợp với cái mức giá, với cái tổng lăn bánh em đang chia sẻ, thì có thể gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Bản Titanium này thì bên em đang rất nhiều xe sẵn xe giao ngay, nên là anh em hoàn toàn có thể là lấy ngay được ở thời điểm giữa tháng 9 này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Titanium X. Bản này đang có mức giá là 954 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em với cái bản X này, với cái mức ưu đãi trừ tiền mặt thì lên đến 105 triệu, tặng anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm 30 triệu tiền phụ kiện nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 920 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 915 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 897 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm giữa tháng 9 này thì thực sự nó đang rất là tốt rồi. Anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu lấy cái dòng xe Ford Territory này mà cân nhắc cái phiên bản nào thì có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm giữa tháng 9 anh em nhé.
Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.